2 độ. Xong. Đang ra cần. Xin chào các bác nha, hôm nay cuối tuần lại dẫn các bác đi câu cá tự nhiên. Thì hiện nay là bây giờ là 3 giờ 15 chiều. Nhiệt độ rơi vào khoảng độ 60 độ C. Như ở bên sa mạc Trung Đông. Chỗ này là chỗ gần đỉnh Văn Quán Mê Linh Hà Nội. Hiện nay có mấy cái hồ đây. Hôm nay là hai vợ chồng tôi này rủ nhau đi câu. Trái đây. Nắng quá, kinh khủng khiếp. Hôm nay là không một tí gió nào các bác nhìn này. Cây đứng im. Đây là bộ vườn hoa hồng rất đẹp. Nắng quá, héo. Đây, ngồi cho mát này. Đấy. Nhanh. Bình thường. Nắng quá. Sợ thật. Có lại ngồi được. Mát. Hả? Có cá gọi nhá. Đây, vợ chồng tôi cũng ngồi đây. Xuống em ơi. Có chứ. Ui dồi cái tay. Ghép mồ hôi đấy hả? Ghê vậy. Ướt cả người kìa. Nóng kinh. Mặt ướt nhẹp luôn á. Này về uống nước bao nhiêu bù chạy cho nổi. Nước không bù được thì bù bia. Ơi ướt hết cái áo luôn. Có khả năng cởi áo xuống dưới kia bơi luôn đi. Chết rồi. Ê. Ghê luôn. Mặc này khác nào tắm đâu. Có cần thay áo không? Có khi cởi ra mặc có mỗi cái áo chống nắng không thôi á. Chứ để này á, mồ hôi nó ngấm vào người rồi lại gió máy ấy, mệt ghê ấy. Hello. Bảy màu. Chúng móng các bác nhé. Đi với cái giỏ cá này. Nè, sao rồi em kìa? Có phải chì nặng quá không? Chì nặng quá, cắt thôi. Kéo bớt, kéo xuống tí nữa. Kéo phao xuống rồi. Kéo nữa đi, kéo 30 phân nữa. Cho ui thế á. Đặt cân phao mà. 30 phân nữa cơ à? 30, 40 phân mà. Vẫn là nó à? Toàn anh bảy màu à? Toàn bảy màu nhỉ? Hả? Được con rưng nào chưa?
Ok rồi. Bây giờ Thi xem ai lên rừng đầu tiên nhá, 4 người nhá. Lên chép đi con. Chép rừng. Ngon mắt ghê vậy. Thì to đi. Lô trắng không phải lô màu. Quên mai nhạt thì nhạt đi. Nhạt cá. Làm hai con tô phi một cân như hôm trước xem nào. Nuốt sâu quá hả? Nó tụt hoặc là hơi bành kiểu đấy là sạch được rồi. Tiếp nước mùa thi à? Bắp chưa? Ừ. Ướt hết áo à. Ướt hết áo. Phơi khô.
À, ăn giải thôi, ăn giải thôi. Ăn giải thôi nhá. Đầu tiên. Đây, con rừng đầu tiên các bác ạ. Ăn giải. Đến giờ rồi đấy. Vớt vớt vớt. Nó. Có gì ấy? Dừng tiếp à? Áo. Ven ven. Ven ven. Này là con gì? Cá. Không có gì ngoài rô. À. Hả? Dưng dưng. Giết gai. Ghét đóng đưa trước mặt. Vật vật vật. Ây da, ây da. Ui trời, xẹp đôi. Ê, sắp đôi phải không? À, con này khá. Tám lạ. Hai hoa. Đập nó ra, móc vào
có chim. Một bố một con thì lon toàn bạch hai bố con đi chơi lang thang, tôi xích cho lên phường phạt COVID hết vào cách ly thả về. Ôi, gần tối rồi. Xin mời các bác xem thành quả hôm nay nhá. Hôm nay là trời nắng quá, rất rô phi rất là nhiều, được chỉ có mấy con vền, con dưng. Khả năng là hôm nào về đây phải trời mưa. Có mấy anh em bên kia ngồi cùng toàn rô phi bảy màu. Hôm nay đi câu được giật là vui rồi. Ghê phết đấy. Úi trời, mấy cân, 5 cân đấy. Rất nhiều cá đấy. Mấy con vèn này, con dưng này, đẹp. Vèn to phết này, một con. Đây là con dưng. Con này mà này rán lên ngon phết đấy. Đi câu hết chắc là nóng bỏng. Nóng bỏng. Quá nóng bỏng. Nóng bỏng. Hôm nay nói chung là đi câu là cả buổi không có một tí gió đâu các bác. Ngoài trời 450 độ. Mãi lên mãi phải hơn 3 giờ mới dám ra đến đây. Đấy, điểm câu này. Đẹp như này mà hôm nay chả có ai câu. Nắng này có mỗi nhà này đi câu chứ làm. Mỗi mấy anh em tôi câu rồi. Đấy. Nắng chúng nó ở nhà hết. Đây có mấy cái bè cá. Thôi bây giờ vợ chồng tôi dọn đồ đi về đã nhá. Xin chào các bác, vẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Mệt quá. Say nắng này. Giờ về nấu cơm. Cơm. Ok.
Hôm nay nắng quá lên là không cho đồng chí xúc xích đi cùng. Nó ra đây nó lao này nó phá ổ. Trước dự đoán sai nên là vẫn sống.